Xin chào những người anh em mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Trước khi đến với những tin tức về Man United sớm nhất trên YouTube ở lãnh thổ Việt Nam, hy vọng anh em sẽ ủng hộ kênh bằng một like và đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết của bản tin rất nhiều thông tin hấp dẫn ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên tôi gửi đến anh em nghe hơi buồn một chút, đó là MU nhận tin sét đánh từ Luxor. Tình trạng sức khỏe của Luxor khiến MU lo sốt vó trong bối cảnh mùa giải 2023-2024 đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Luxor rời sân cuối hiệp 1 trận đấu giữa Luton Town và MU thuộc khuôn khổ vòng 25 ngoại hạng Anh vì chấn thương. Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag thừa nhận tình trạng của hậu vệ người Anh không ổn. Tôi không thể nói gì cả. Chúng ta phải đợi tối thiểu đến ngày mai để xem chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Luxor trông không ổn lắm khi rời sân. Theo nguồn tin độc quyền từ tờ Daily Mail, hậu vệ người Anh dính chấn thương chân và có thể sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải năm nay. Phía Quỷ Đỏ chưa chính thức lên tiếng, nhưng nếu thông tin này được xác thực, MU sẽ phải đối diện với cú sốc lớn trong bối cảnh trận derby Manchester gặp Man City ở vòng 27 ngoại hạng Anh sắp diễn ra. Xa hơn, tham vọng cạnh tranh top 4 của Quỷ Đỏ cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, MU đang xếp vị trí thứ 6 với 44 điểm sau 25 trận, kém nhóm dự Champions League 5 điểm. Hiện tại Quỷ Đỏ còn 13 trận đấu ở ngoại hạng Anh, đồng thời lọt vào vòng 5 của FA Cup. Giai đoạn đầu mùa giải, Luxor từng gặp vấn đề về cơ đồ và phải ngồi ngoài 3 tháng. Việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho ngôi sao 28 tuổi cũng sẽ không hề dễ dàng đối với Quỷ Đỏ do Tirel Malaysia nghỉ thi đấu cả mùa giải vì ca phẫu thuật đầu gối. Những giải pháp chữa cháy khác như Dinolop, Amrabat cũng chưa tạo được sự yên tâm. Chấn thương mới nhất của Luxor cũng sẽ là nỗi đau lớn với đội tuyển Anh và huấn luyện viên Gareth Southgate trước thềm vòng chung kết Euro 2024 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Trước mắt, Anh sẽ phải vắng mặt ở đợt tập trung tháng 3. Thời điểm tam sư đã giao hữu với Brazil và Bỉ. Thông tin tiếp theo nghe sẽ vui hơn khi Sergio mở đường trở lại cho Greenwood. Nhà đầu tư mới của Manchester United, Sergio Radcliffe đã làm rõ ràng ông sẽ đưa ra quyết định mới về tương lai của Mason Greenwood. Cầu thủ năm nay 22 tuổi đã không chơi cho Quỷ Đỏ từ tháng 1 năm 2022 sau khi bị cảnh sát Greater Manchester bắt giữ. Các cáo buộc cố gắng hãm hiếp, kiểm soát và hành vi cưỡng bức cũng như hành hung gây tổn hại cơ thể thực tế đã bị cơ quan công tố Crown hủy bỏ vào tháng 2 năm 2023. United đã có ý định đưa Greenwood trở lại đội 1 vào tháng 8 nhưng đã bị từ chối kế hoạch của mình trong bối cảnh phản ứng dữ dội từ những người hâm mộ. Greenwood hiện đang được cho mượn kéo dài một mùa giải tại Getafe ở Tây Ban Nha và ngay còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến năm 2025. Câu lạc bộ cũng có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Mới nhất, Sergio Radcliffe đã nói với các nhà báo tại văn phòng của Ineos: "Tôi có thể nói về nguyên tắc. Tôi sẽ không nói về Mason. Tôi quen với điều đó. Nguyên tắc là quan trọng nhất vì chúng tôi sẽ còn những vấn đề khác trong tương lai. Bạn đang làm việc với những người trẻ tuổi. Họ không phải lúc nào cũng được nuôi dạy trong những hoàn cảnh tốt nhất. Những người rất tài năng, họ có rất nhiều tiền và không phải lúc nào họ cũng có được sự hướng dẫn mà họ cần có. Điều chúng ta cần làm khi gặp phải những vấn đề như vậy là chúng ta cần hiểu sự thật là gì. Sự thật thực sự chứ không phải là cường điệu. Sự thật thực sự là gì? Sau đó, chúng ta cần đưa ra quyết định công bằng dựa trên quan điểm của giá trị của câu lạc bộ. Đó là những gì chúng tôi cần làm và đó là cách chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Vâng, đúng vậy. Chúng tôi sẽ biện minh cho điều đó bằng cách này hay cách khác. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói về nguyên tắc chúng tôi sẽ tiếp cận vấn đề này. Cậu ấy có phải là mẫu cầu thủ phù hợp hay không? Cậu ấy có phải là người tốt hay không? Khi được hỏi cụ thể liệu Sir Jim có đóng cửa cho việc trở lại của Greenwood hay không, ông trả lời: "Chà, cậu ấy là một cầu thủ bóng đá của Manchester United. Còn chúng tôi thì phụ trách bóng đá. Vì vậy câu trả lời là vâng, chúng tôi phải đưa ra quyết định. Đó là điều khá rõ ràng. Hiện tại thì không có quyết định nào được đưa ra cả. Rõ ràng là anh ấy đang được cho mượn. Chúng tôi có một hoặc hai cầu thủ bóng đá mà chúng tôi phải quyết định theo kế hoạch của chúng tôi. Và chúng tôi cũng cần phải đưa ra quyết định. Và chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng quá trình này sẽ là tìm hiểu sự thật chứ không phải là sự cường điệu. Sau đó sẽ là cố gắng đưa ra cách quyết định công bằng dựa trên lời khuyên. Về cơ bản thì anh ấy có phải là người tốt hay không? Liệu anh ấy có hoàn toàn muốn cống hiến cho Man United hay không? Bạn có cảm thấy thoải mái với điều đó hay không? Và người hâm mộ sẽ cảm thấy thoải mái với điều đó hay không?" Qua những gì mà Sergio Radcliffe trả lời phỏng vấn thì kênh YouTube Fan Manchester United Việt Nam thấy rằng cơ hội để cho Mason Greenwood quay trở lại MU là vẫn còn. Hy vọng là với tầm ảnh hưởng của Sergio Radcliffe sẽ khiến cho những người phản đối Greenwood quay trở lại đội bóng sẽ thay đổi ác cảm của mình. Còn anh em của kênh, anh em thấy con đường trở lại của Mason Greenwood
liệu có sáng sủa hay không? Giờ chúng ta sẽ đến với lý do mà Sergei Radonjic cho rằng MU sẽ cần xây lại sân vận động. Xây dựng hay cải tạo lại là câu hỏi cấp thiết với Old Trafford, sân vận động 114 tuổi của Man United. Đồng sở hữu mới của Quỷ Đỏ, Sergei Radonjic khẳng định việc xây dựng lại sân Old Trafford là điều không cần bàn cãi và mô tả là xuống cấp và bị bỏ quên. The Manchester Evening News đưa tin hồi đầu tháng này rằng MU có thể xây dựng lại sân Old Trafford mà không cần di rời tạm thời, và câu lạc bộ đã được khuyên rằng đó là lựa chọn tốt nhất. Việc cải tạo lại sân vận động 114 tuổi được hiểu là phức tạp do tuyến đường sắt phía sau khán đài Selby Charlton và các công trình hiện có của sân Old Trafford. Mặc dù các nguồn tin cho rằng việc nâng cấp sân vận động sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc xây lại nó, nhưng chi phí vẫn sẽ rất lớn và tốn nhiều thời gian hơn. United cũng sẽ bị giảm lượng khán giả đến sân trong quá trình cải tạo lại sân bóng. Nó giống như khi khán đài phía Bắc, nay là khán đài Sir Alex Ferguson, được xây dựng lại vào năm 1995. Một sân Old Trafford mới sẽ có chi phí vốn cao hơn nhưng mang lại lợi tức đầu tư tốt hơn và có thể được xây dựng trong khi Old Trafford vẫn đang được sử dụng, như cách Tottenham đã làm với White Hart Lane khi sân vận động mới của họ đã được xây dựng bên cạnh. Sergei Radonjic nói với tờ Manchester Evening News: "Trong một thế giới lý tưởng, tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên. Bạn muốn có một sân vận động ở phía Bắc, đó sẽ là một sân vận động đẳng cấp thế giới, nơi đội tuyển Anh có thể thi đấu và bạn có thể có trận chung kết FA Cup, chứ không phải tất cả đều tập trung ở phía Nam nước Anh như bây giờ. Vì vậy, trong một thế giới lý tưởng, chắc chắn đó là nơi tôi sẽ đến. Nhưng bạn cũng sẽ cần phải thực tế về cuộc sống. Rõ ràng là bạn phải suy nghĩ thực tế, vì tiền không mọc trên cây. Hai vấn đề được nhắc đến nhiều nhất ở Man United: số 1 sẽ là bóng đá, màn trình diễn ở trên sân, và thứ hai là sân vận động. Những gì chúng ta có thể thấy cho đến nay, chúng ta không có nhiều thời gian. Những gì chúng ta đã thấy về sân vận động cho đến nay, có một trường hợp thực sự tốt để tân trang lại sân Old Trafford, và nó có thể tốn khoảng 1 tỷ bảng Anh hoặc tương tự như vậy. Bạn kết thúc với một sân vận động tuyệt vời. Nó có thể là sân vận động có sức chứa 80 hoặc 90.000 chỗ ngồi, nhưng nó không phải là hoàn hảo, vì bạn đang sửa đổi một sân vận động ảnh hưởng tới tuyến đường sắt và tất cả những thứ tương tự. Vì vậy, đó không phải là một điều lý tưởng. Manchester United cần một sân vận động phù hợp với một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, vì hiện tại thì chưa có. Có một cuộc trò chuyện rộng rãi hơn với người hâm mộ về việc liệu bạn có thể sử dụng một dự án đầy tham vọng hơn tại chỗ làm chất xúc tác để tái tạo khu vực sân Old Trafford hay không. Một khu vực khá thú vị vì đây là trung tâm của cách mạng công nghiệp. Nó là khu công nghiệp lâu đời nhất ở châu Âu. Nó là khu công nghiệp đầu tiên ở châu Âu. Đó là nơi cách mạng công nghiệp bắt đầu, và nó vẫn là một trong những khu công nghiệp lớn nhất. Và rõ ràng họ đã xây dựng kênh tàu Manchester để phục vụ nó. Đó là nơi xuất nhập khẩu than, bông và những thứ tương tự. Và đó là lý do tại sao họ xây dựng sân Old Trafford ở đó. Mọi người sẽ kết thúc ca làm việc và đi bộ xuống sân để thưởng thức bóng đá. Thời đó không có phương tiện giao thông nào, nhưng ngày nay nó đã bị xuống cấp và bị bỏ quên ở nhiều nơi. Rất có khả năng sử dụng sân vận động để tái tạo khu vực đó, giống như Thế vận hội, giống như Sheffield đã làm và khá thành công với khu vực đó ở Đông London. City cũng làm được điều đó và họ đã làm khá tốt công việc của mình. Radonjic cũng đã vạch ra trường hợp về một sân vận động quốc gia tiềm năng có thể cạnh tranh với Wembley có trụ sở ở phía Bắc. Ông nhấn mạnh: "Người miền Bắc thì cũng đóng thuế như người miền Nam đóng thuế thôi. Nhưng sân vận động bóng đá quốc gia ở đâu? Ở phía Nam. Sân vận động bóng bầu dục quốc gia ở đâu? Cũng ở phía Nam. Sân vận động quần vợt quốc gia ở đâu? Cũng ở phía Nam. Sân vận động hòa nhạc quốc gia ở đâu? Đó là O2 và nó cũng ở phía Nam. Làng Olympic ở đâu? Nó cũng ở phía Nam. Tất cả những điều này đã nói lên việc cần phải có một sân vận động thật sự đẳng cấp ở phía Bắc. Sân vận động phía Bắc nằm ở đâu? Tây Bắc đã giành được bao nhiêu danh hiệu Champions League? Và London đã giành được bao nhiêu danh hiệu Champions League? Câu trả lời cho điều đó là phía Bắc đã có 10 danh hiệu. Liverpool thì đang nhiều hơn chúng tôi. Còn London thì chỉ có 2 danh hiệu mà thôi. Bạn phải đi đâu nếu vào đến bán kết FA Cup? Và bạn là một câu lạc bộ ở phía Bắc, bạn sẽ phải di chuyển xuống London phải không? Những người dân ở phía Bắc cũng đóng thuế và có lý do cho rằng bạn có thể nghĩ về một dự án đầy tham vọng hơn ở phía Bắc, phù hợp hơn với nước Anh cho trận chung kết Champions League hoặc chung kết FA Cup và đóng vai trò như một chất xúc tác để tái tạo miền Nam Manchester có lịch sử khá quan trọng ở nước Anh." Giờ chúng ta đến với thông tin Pep nêu đích danh cầu thủ duy nhất của MU có thể đá cho Man City. Các nguồn tin nói với Football Insider rằng Pep Guardiola đã thừa nhận rằng Marcus Rashford là cầu thủ Man United duy nhất đủ giỏi để chơi thường xuyên cho Man City.
người ta tin rằng huấn luyện viên người Tây Ban Nha đánh giá rất cao tài năng và lối chơi của Marcus Rashford, đến mức anh sẽ phát huy hết khả năng trong đội hình của Man City. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nói với Football Insider rằng điều mà Guardiola nghi ngờ về Rashford là lối chơi phối hợp của anh, điều mà huấn luyện viên này rất chú trọng ở Man City. Rashford đang có một mùa giải tương đối yên tĩnh cho Quỷ Đỏ, khi chỉ ghi được 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường, vẫn còn kém 25 bàn so với mùa giải trước của anh. Tiền đạo này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì những trò hề ngoài sân cỏ và thiếu đóng góp ở trên sân. Nhưng Guardiola vẫn kiên quyết rằng anh sẽ thành công ở Etihad. Tuyển thủ Anh đã được liên kết chặt chẽ với việc chuyển đến các khổng lồ của Ligue 1 Paris Saint-Germain với siêu sao Mbappe chuẩn bị ra đi vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, các nguồn tin đã nói với Football Insider rằng Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos của ông rất muốn giữ anh ấy ở lại câu lạc bộ. Dù không đóng góp nhiều bàn thắng ở mùa giải năm nay, Rashford vẫn là cầu thủ quan trọng của Erik ten Hag khi đá chính 25 trận trên mọi đấu trường. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.